Hai chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Ta Cho Com. Thì Tết sắp đến rồi thì mình sẽ review cho anh em một cái món đồ chơi để anh em có thể sử dụng trong cái dịp Tết này mà không cần phải tốn kém quá nhiều ha. Cái sản phẩm này nó có tên là 30 tờ hơn 200 hình xăm dán tattoo. Mình mua với mức giá là 35.000 trên Shopee. Thì bây giờ mình cùng anh em khám phá sản phẩm này ha. Thì cái sản phẩm này mình thấy nó có rất là nhiều hình khác nhau nên các bạn có thể sử dụng để nữ xài cũng được nè, hoặc nam xài cũng được, rất là ok. Đây bạn, đây là bên trong những gì mà mình có, gồm có một sắp giống như là một cái sắp bao lì xì Tết nha, gồm có 30 tấm thì mình cũng không trả điếm làm gì. Shop họ đóng gói như vậy họ nói 30 tấm này. Đây sẽ có nhiều cái mẫu hình khác nhau, ví dụ như hình hoa nè, hình kim cương, hình cái môi, hình trống đồng nè, bốm, kim cương, quả tiết, rồi hình đầu lâu, hình tê mèo, đầu lâu, hay là hình đào luôn, in nguyên cái cành đào này lên thì cũng mùa xuân đã về nè, đẹp quá. Hình lá cờ của China in này vô Tết bị chém chết nè anh em. Nói chung cái này chắc là phải bỏ chứ không in được cái hình này. Hoa hồng, bốm, rồng nè, được con rồng, được mấy con chim. Thì cái này anh em có thể hớt ra ha, hớt nhỏ ra, anh em muốn in bao nhiêu đó thì anh em có thể hớt ra. Hình thì mình thấy nó có khá là nhiều hình khác nhau thì anh em có thể sử dụng ha. Đây đó, một tấm như vậy tính ra chưa đâu đó tầm khoảng hơn 500 tí thôi anh em. Là anh em có thể hình cho mình một cái hình xăm rất là dễ thương rồi. Hình xăm dán này á thì anh em sử dụng nè, cái đặc tính của nó là nhỏ nhỏ nè và xinh xinh, năng động và độc lạ nữa, và mang đến cho bạn một cái kiểu mà thay đổi cái thời trang, cái fashion của anh em chút đỉnh ha. Thì không tốn quá nhiều thời gian cho anh em, chỉ cần tầm khoảng 30 giây thôi thì anh em đã có một cái hình xăm thể hiện cá tính riêng của mình ha. Thì nam thì xăm theo những cái hình của nam, và những bạn nữ thì có thể lựa chọn những cái hình của nữ ha. Thì đây mình thấy nam thì chắc lẽ xăm những cái hình này thì nó hay là hình đầu lâu hay là này kia rồi thì nó sẽ nổi bật hơn, và nó cảm giác nó hơi mạnh mẽ hơn, và đặc biệt là cái này là anh em sử dụng thì nó sẽ không đau gác và nó sẽ không khó chịu cho anh em. Cái hình này á thì mình thấy cái quả tuyết của nó cũng khá là nổi bật ha, nhìn nó cũng rất là sắc nét luôn, nên anh em sử dụng thì nhìn nó cũng giống như là anh em đi xăm thật chứ không phải giống như là cái hình dán nữa. Thì cái cách sử dụng thì nó cũng đơn giản thôi, thì anh em cắt cái hình, ví dụ như anh em muốn xăm một trong những cái tấm hình này đi, một lát mình sẽ xăm thử cho anh em xem ha. Ví dụ như anh em muốn xăm một cái, mình lựa hình nào đẹp đẹp vậy ta. Đây đây mình thấy có hình có kim cương nè. Ví dụ như anh em muốn xăm một cái viên kim cương đi thì cách đơn giản của anh em á là anh em chỉ cắt cái hình của viên kim cương nó ra thôi ha, và anh em sẽ chùi cái da cho anh em á, nó khô đi ha, cho nó sạch thí, cho nó khô đi, xong rồi anh em xịt một miếng nước nhẹ thôi lên trên cái mặt trên của cái hình nè, xong rồi á là anh em sẽ miết nó vô cái tay anh em tí, trong vòng khoảng tí thì anh em bóc ra thì nó sẽ giữ được tầm khoảng 3-4 ngày ha. Thì ăn Tết xong 3-4 ngày thì cũng được rồi, anh em nào không thích hình nữa thì có thể kỳ bỏ xăm thêm. Thì bây giờ mình sẽ lấy kéo để mình cắt cho mình xăm thử cho anh em xem ha. Thì đây mình có chuẩn bị cho anh em một cái chén nước rồi nè, mình sẽ gom hình xăm lại bên, rồi mình sẽ tìm một cái hình nào đó mình sẽ xăm vào cái tay mình nằm đây. Thì ở đây mình thấy có cái hình này ngoài sao đi, ngoài sao thì mình sẽ cắt cái hình ngoài sao ra. Ví dụ mình muốn xăm cái hình ngoài sao này phải không, thì mình sẽ gỡ cái miếng dán màng bọc ở trên đây ra, xong rồi ha anh em sẽ úp cái miếng giấy đó lên trên đây. Ví dụ mình muốn xăm chỗ này đi thì mình sẽ úp nó lên trên chỗ này đi đó, xong rồi mình sẽ dùng nước nè, mình tha lên nước anh em gắt lên cho nước rước nha. Anh em miết như vậy tầm khoảng chừng vài giây, để tí tầm khoảng 15 giây đi anh em cho nó chắc ăn đó. Bây giờ anh em lấy ra, anh em lấy ra thì cái hình ngôi sao chúng ta nó có nè đó, anh em thấy chưa đó. Thì anh em để một tí đi, nó đầu nó thấm như da anh em đó, là anh em có thể chơi được tầm khoảng 3-4 ngày. Khi mà không thích nữa thì anh em có thể sử dụng còn để anh em tháo lấy ra,
hay là anh em sử dụng xà bông hay là những cái nước tẩy rửa anh em kỳ nó cũng ra nữa, đơn giản lắm. Cách sử dụng thì đơn giản vậy thôi. Ví dụ như mình muốn xăm thêm cái hình nhỏ nhỏ đi ha, mình sẽ tìm một cái hình đi, hình lớn hơn đi nè. Mình sẽ xăm hình một cái đầu lâu này đi. Đầu lâu này thì mình thích cái đầu lâu bự thôi, mình không thích đầu lâu nhỏ thì mình chỉ hớt lấy cái đầu lâu bự thôi nè. Đó, mình thích xăm nó trên đây ha, trên đây. Thì bây giờ mình chỉ cần là gỡ cái này ra. Đó, mình sẽ áp sát nó vô bằng cách là mình sẽ định hình nó vô như vậy ha, định hình nó vô trong đây như vậy, dán đơn giản như vậy đi. Xong rồi bắt đầu mình sẽ sử dụng nước nè, sử dụng nước anh em, gắt lên anh em, nhớ là sử dụng nước tha lên mới được nha. Đó, gắt lên, gắt lên từ cái hết trơn cái đầu lâu luôn. Bình thường mình qua video á thì mình làm nó hơi khó chịu một tí, nhưng mà ở ngoài á anh em làm nó đơn giản hơn khá là nhiều ha. Anh em sử dụng cái tay anh em nè, anh em miết như vậy. Đây, em xài cái tay miết như vậy. Xong rồi giờ anh em thấy tháo ra. Đó, thì cái tay anh em sẽ có một cái hình như vậy. Thì cái hình này nó giữ tầm khoảng chừng 3 đến 4 ngày ha. Thì tôi có sở thích anh em mà anh em có thể xăm ở nhiều cái khu vực khác nhau thì mình thích xăm chỗ này thì mình xăm thôi. Anh em mới lấy ra thì nó chưa khô liền nha. Đợi tầm khoảng chừng 30 giây thì nó khô, anh em sẽ rửa thì nó sẽ tốt hơn. Cách sử dụng đơn giản như vậy thôi nè. Thì trong video này mình cũng đã trên tay để review cho anh em về sản phẩm, đó là set 30 tờ hơn 200 hình xăm dán thao thu ha. Mình mua với mức giá là khoảng 35.000 trên Shopee. Nếu mà anh em muốn mua sản phẩm này thì bấm vào phần link mô tả video ha, hoặc phần ghi mình lần để mua. Còn bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Đừng quên nhấn subscribe và like kênh của mình nhé.